Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với lớp học trực tuyến Revitbox.net. Ở bài học hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách tạo, dựng và sửa cầu thang ở trong Revit. Đối với cầu thang ở trong Revit khung nhìn làm việc là chúng ta đến khung nhìn mặt bằng ở cái tầng mà chúng ta muốn đặt cầu thang. Và trước khi đi vào cái phần dựng cầu thang ở trong Revit thì mình xin muốn xin giới thiệu với các bạn các cái thông số cầu thang bộ thường dùng tại Việt Nam. Thì đầu tiên là chiều rộng của thân thang. Trong kiến trúc nhà ở dân dụng hiện nay thì cầu thang thường rộng được 09 đến 1,2m. Còn độ dốc của cầu thang, thì độ dốc của cầu thang thì được quyết định bởi tỷ lệ chiều cao và chiều rộng của bậc thang và có quan hệ mật thiết với khoảng rộng của bước đi. Được tính bằng công thức là 2h cộng b bằng 600mm. Trong đó h là chiều cao bậc thang và b là chiều rộng bậc thang. Trong các công trình kiến trúc thì hiện nay, ấy, thì độ cao của bậc thang trong nhà khoảng từ 150 đến 180 là hợp lý. Còn chiều rộng thì tương ứng là khoảng 240 đến 300mm. Và kích thước của chiếu nghỉ thì chiều rộng của chiếu nghỉ thì không được nhỏ hơn chiều rộng của thân thang. Chiều rộng của thân thang. Đồng thời phải luôn luôn thuận tiện trong quá trình vận chuyển. Còn chiều cao lan can thì thế nào? Chiều cao lan can thì có liên quan mật thiết với độ dốc của cầu thang này. Và với cầu thang không dốc thì lan can được làm cao một chút. Còn chiều cao của lan can tính từ trung tâm mặt bậc thang đến mặt trên của tay vịn và thông thường đối với ở Việt Nam thì chiều cao của lan can thường từ 800 đến 900 mm sau phần 2 mình xin giới thiệu các bạn cách dựng cầu thang. thì để dựng cầu thang chúng ta đến menu architecture. các bạn kích vào cái phần biểu tượng stair này, kích vào cái mũi tên. thì ở đây có hai cách vẽ cầu thang. Đó là stair by command, tức là chúng ta sẽ uh, chương trình Revit sẽ tự động tạo ra các cái cầu thang dựa vào cái đường đi của cầu thang. còn stair by sketch, tức là chúng ta phải vẽ biên dạng, vẽ bậc của cầu thang theo ý chúng ta, xong cầu thang mới được dựng lên tôi sẽ giới thiệu các bạn cách thứ nhất là style by common kích vào style by common thì đây là cái giao diện làm việc của cái phần vẽ cầu thang thì công trình nó sẽ bị mờ đi thì ở đây các bạn nhìn thấy cái phần trên này run là để vẽ cái đường 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 đi của cầu thang hay chính là cái đường giữa đấy tiếp theo là landing landing là để vẽ các cái chiếu nghỉ support là các cái gối đỡ của cầu thang đấy thì ở đây nó có các cái công cụ như là straight là cầu thang thẳng này còn full step Sprayer là cầu thang xoắn này Còn cầu thang cong này Cầu thang hình chữ L Cầu thang hình chữ U Tùy công cụ để chúng ta vẽ Và sửa đây tôi vẽ một cái cầu thang thẳng chẳng hạn Thì các bạn nhìn đến trên menu option ấy nó có phần local line Tức là cái vị trí mà chúng ta đặt đường line ấy Nếu mà chúng ta để là uh, Run left tức là ở bên trái Run center là trung tâm cái, cái, cái đường tim của cầu thang ấy Run right là đường uh, bên phải đấy. Còn exterior support tức là cái gối đỡ bên ngoài ở bên trái. Exterior support right tức là gối đỡ bên phải. Đấy. Giả sử trong trường hợp này tôi vẽ một cái cầu thang uh, có chiếu nghỉ ở hai vế chẳng hạn. Tôi ấn vào run lap này. Tiếp theo tôi cho Actual run width tức là bề rộng của uh, cái cầu thang này chúng ta cho nhập thông số ở đây. Đấy. Khi vẽ thì chúng ta bắt đầu ấn điểm đầu tiên của cái đường chạy của cầu thang đấy. Giả sử ở đây chẳng hạn. Đấy, các bạn kéo lên Đấy, các bạn thấy chưa thì tự động một cái cầu thang được tạo ra với cái chiều rộng là một mét như ở trên thông số trên này còn số bậc thì chúng ta làm nào số bậc thì các bạn khi bạn các bạn di chuột lên nhé các bạn để ý cái thông số bên dưới này đấy là đây, đây này chỗ bên dưới đấy đang là 12 riser Chris đấy giả sử tôi muốn tạo 12 bậc ấy, thì tôi kéo chuột đến làm sao nó chỉ là 12 riser Chris là được đấy, giả sử như 12 này nhá đến đây tôi kích chuột đấy tiếp theo là tôi uh, kéo sang ngang để tạo cái chiếu nghỉ kéo đưa chuột sang ngang đúng vào cái mép tường này đó thì vế tiếp theo sẽ xuất hiện thì ở đây vế tiếp theo các bạn cũng tương tự bạn nhìn thấy cái số bậc chưa 9 riser grid ấy bạn muốn số bậc bao nhiêu thì các bạn kích vào thôi giả sử tôi muốn hết đi 12 riser kích một chuột vào đấy thì tự động một cái cầu thang được tạo ra và tại sao trong trường hợp này các bạn thấy là tại sao cái chiếu nghỉ này nó bị uh, thụt so ngoài với tường, tại vì chúng ta đang để mặc định cái bề rộng của cầu thang là một mét đó. Còn bây giờ chúng ta muốn chỉnh sửa lại thì chúng ta chỉ kích vào cái chiếu nghỉ ấy thôi. Các bạn nhìn thấy cái thông số đây chưa? Một mét được chưa? Đấy chúng ta có thể chỉnh sửa số ở đây, hoặc là chúng ta có thể kéo cái mũi tên này đi vào tường, Đấy, ở đúng vào cái vị trí đang chúng ta muốn. Thì tùy. Cách hai chúng ta kéo cái này lên, thì tự động là nó hiểu là nó ăn vào trong. Thì tùy các cái cách các bạn chỉnh sửa. Sau khi chỉnh sửa xong thì chúng ta ấn nút Philip để hoàn thành cầu thang. Đấy, vẽ xong thì chương trình nó tự động báo là chúng ta đã vẽ xong và công trình nó hiện dáng rõ lên. Bây giờ mình xin giới thiệu các bạn cách thứ hai để vẽ cầu thang dựa vào biên dạng và bậc cầu thang. Chúng ta xóa cầu thang này nhé. Chúng ta đến menu Architecture, kích vào biểu tượng Stair này, kích vào phần Stair by Sketch ấy. Thì cách vẽ này nó khác với cách vẽ trước là gì? Nó sẽ không tự động tạo ra số bậc và cái vế cầu thang mà chúng ta phải vẽ bằng tay Các cái biên dạng bao ngoài và các cái bậc của cầu thang xử ở đây tôi chẳng hạn Thì tôi sẽ sử dụng cái công cụ Bowery này, này Bowery này để vẽ cái đường bao ngoài Sau một thời gian vẽ thì tôi được một cái cầu thang như thế này Bowery tức là cái biên dạng bao ngoài Thì các bạn chính là những cái đường màu xanh này này Mà tôi vẽ đấy đây Chính là cái đường bao ngoài Các bạn nhớ hai đầu không phải là đường bao ngoài nhé Chính là bậc của cầu thang luôn còn sau khi xong ấn vẽ xong chúng ta ấn Riser để vẽ các cái đường bậc bậc những này những cái đường nét màu đen này này. Đấy thì ở đây tôi vẽ các cái đường bậc với mỗi chiều rộng của bậc là 280. Đấy. Còn cái bản chiếu nghỉ của tôi là à, cách nhau là 1260. À cái bề rộng của cái 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 cầu thang. Đó thì đến đây tôi cũng chưa bậc thì các bạn lưu ý hộ mình là giả sử ở trong trường hợp này mình có hai cái bậc chia lửa như này chẳng hạn và đến đây lại có hai bậc tiếp theo thì các bạn hãy để ý cho mình là cái chỗ này các bạn phải dùng phải, phải chia thành ba đoạn nhé đấy các bạn thấy chưa ba đoạn ba lori phải ba đoạn thì vì giả sử chúng ta vẽ một cái lát liền như này rồi thì các bạn có thể dùng cái lệnh split này, này. đấy ở menu modify ấy. Đấy, chúng ta kích vào cái chỗ đấy để ta chia ra hoặc là chúng ta có thể dùng cách là vẽ từng đoạn một thành nhưng bạn lưu hộ mình chỗ này phải chia thành ba đoạn không thì nó sẽ vào lỗi còn cái cái điểm kết thúc ở này thì các bạn làm sao để biết là điểm kết thúc ở đâu? Thì các bạn phải lên mặt bằng tầng 2. Đấy, các bạn thấy chưa? Mặt bằng tầng 2 ấy thì là cái chiếu nghỉ thứ hai là cái gọi là cái 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 sàn của tầng 2 của mình nó ở điểm này. Và ở đây nó có một cái dầm thì mình phải kết thúc ở cái mép ngoài của cái dầm này để nó ăn vào cái 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 dầm đó. Chứ khứ, tức là cái điểm kết thúc của cái cầu thang ấy thì tùy thuộc vào cái mặt bằng tầng 2 hoặc là cái dầm dầm chiều tới của cái mặt bằng tầng hai của bạn nó ở đâu thì chúng ta sẽ tạo điểm kết thúc ở đó sau khi xong thì chúng ta ấn philip đấy thì chúng ta đã dựng được một cái cầu thang với cái thông số về chiều rộng cũng như số bậc cầu thang theo ý chúng ta muốn còn một ý nữa giả sử chúng ta muốn làm đoạn cầu thang loe ra như này chúng ta làm nào chúng ta kích vào edit sketch nhé để chỉnh sửa này thì các bạn chỉ cần cái đến cái đoạn này các bạn ấy dùng cái phần barry nhưng bạn ấy vẽ cái phần đường cong này này Đấy. Đấy sử dụng ba hai hoặc ba cái công cụ đường cong đây để chúng ta vẽ một cái đường cong này xong chúng ta bắn cái đường riser đến đây thôi thì tự động nó sẽ bị loe ra phần ba mình xin giới thiệu với các bạn cái thuộc tính của cái cầu thang nó kích ở cầu thang chúng ta vừa vẽ xong nhá Đấy, thì các bạn ấy nhìn thấy cái phần con trên của phần Properties ấy. thì bây giờ level bây giờ level tức là cái đáy của cầu thang hoặc là chân cầu thang các bạn đặt ở đâu đây tôi chọn tầng 1 còn bây giờ offset tức là cái chân của cầu thang này cách so với cái bây giờ level tức là tầng 1 này khoảng bao nhiêu tôi đang để không thì nó trùng với với tầng 1 và để quan sát rõ hơn thì chúng ta làm như sau chúng ta đến menu view này chúng ta kích vào section này nó chọn phần đi tên đó các bạn vẽ cho mình một mặt cắt qua cầu thang này sau đó các bạn hãy kích đúp vào đây kéo lên để quan sát rõ hơn đó đặt shadow lên đấy thì đây nhá thì các bạn quan sát nhá chúng ta kích lại cột hàng này đấy ra sửa mình ấn ở đây 500 này điều gì xảy ra đấy thì các bạn thấy luôn cái chân của cầu thang của mình nó bay lên 500 so với mặt đằng đường một đấy thì mục đích này là để tùy chỉnh giả sửa mình cái nền của mình nó cao lên một đoạn hoặc là thấp đi một đoạn thì chúng ta sẽ điền cái thông số đó tiếp theo là top level top level tức là mặt đỉnh của cầu thang mình đang chọn ở đâu Mặt đỉnh của cầu thang mình đang để ở level tầng 2 đấy mặt bằng sàn tầng 2 và top là top offset thì cũng tương tự bây giờ offset tức là cách khoảng mặt bằng tầng 2 là bao nhiêu tiếp theo là cái phần mantis story top tức là chúng ta sử dụng cái chức năng này nếu mà để lăn ấy thì là vẽ cho từng 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 tầng một còn để cái chức năng mà kiểu một tên nhé chúng ta chọn sử tầng 3 chẳng hạn đấy đây, thì nó sẽ báo lỗi vì sao? Tức là cái chức năng này dùng có tác dụng là nó sẽ vẽ cầu thang liên tục lên cái tầng trên cao hơn nữa. Thật sử ở đây không vẽ tầng 2 mà lên đến tầng tầng 3 cả. Nhưng mà nó chỉ dùng được trong trường hợp mà cao trình của hai cái tầng đó bằng nhau hoặc là ba tầng. Tức là các cái tầng mà chúng ta sử dụng cái chức năng đó thì phải nó có chiều cao bằng nhau. Của tôi là, là báo lỗi vì sao? Vì chiều cao của tầng của tôi nó khác nhau. Đây là 4m2 ở trên là 36, đấy, thì tức là nó không thể hiểu được. Thì tùy mục đích. Ví dụ nhà chúng ta có chiều cao các tầng bằng nhau thì chúng ta dùng chức năng này luôn để vẽ cầu thang cho nhanh. Tiếp theo, tiếp theo là phần uh, update. À phần graphic là phần hiển thị về các cái thông số uh, nhìn của cái uh, mặt bằng cầu thang thì chúng ta coi về mặt bằng cầu thang. Đấy. Thì các bạn kích vào các bạn thấy up là gì up là thể hiện cái chữ để chỉ uh, là hơn up này là hướng đi lên của cầu thang còn à, uh, down là thể hiện hướng đi xuống thì down text này chỉ nhìn được mặt bằng tầng 2 các bạn mở tầng 2 đấy thì nó đang có ví dụ mình đang ở tầng 2 mình nhìn xuống thì nó phải chỉ hướng đi xuống mà đó chúng ta có thể sửa cái chữ này đấy, sửa ý chị này theo ý chúng ta muốn thôi lên xuống tùy tiếp theo là phần up label Up label là gì? Up label là ký hiệu của hướng lên. Up around là mũi tên chỉ hướng. Còn down label tức là ký hiệu hướng xuống. Down around là mũi tên chỉ hướng xuống. Còn cái phần show up arrow là chỉ nói chỉ hiện mũi tên chỉ hướng lên ở tất cả không nhìn thôi. Này các bạn này. Tự nhiên các cái cái ký hiệu và cái hướng của hướng đi xuống thì không còn. Tiếp theo là sang phần dimension dimension tức là phần chỉ về cái các kích kích thước của cầu thang này thì ở đây có phần width width là gì là bề rộng của một nhánh cầu thang Đấy. thì bề rộng của nhánh cầu thang đang để nó đang để là một nghìn chúng ta sẽ gõ số ở đây rồi để thay đổi thôi còn decrease number of right tức là gì là số bậc thiết kế tức là số bậc thiết kế thì chúng ta gõ số ở đây Ta sử số bậc là lên 28 29 thì chúng ta thay đổi để chúng ta gõ vào đây thôi đó còn phần actual number of là số bậc thực tế. Số bậc thực tế của tôi là 26. Tức là cái số bậc thực tế mà tôi vẽ ở trong cái phần uh, edit uh, sketch ấy, đây, cái phần stair by sketch đấy, đấy. Còn cái phần decry number này, này là cái số bậc thiết kế thôi, là mình dự định là bao nhiêu thôi. thực tế là phải là cái số bậc trong number M, nhìn đây này. Đó. Còn actual rise 2 tức là chiều cao của cái 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 bậc này chiều cao thực tế của một bậc ấy, đấy. thì nó sẽ tự động cái phần mềm này nó nó tự động sẽ tính dựa trên cái chiều cao của tầng chia cho cái số bậc thì nó sẽ ra được cái con số này. Còn uh, actual chip deep tức là cái chiều rộng mặt bậc đó. Và các bạn lưu ý hộ mình một cái là nếu mà cái thông số width ấy, và actual chip deep ấy đấy, các bạn nhìn này. Width này và actual chip deep ấy chọn lớn hay nhỏ hơn với million Sheet deep ở trong cái phần edit time này này để tí mình giới thiệu sau thì các bạn cứ lưu ý hội mình như thế đó. Và cái phần maximum riser 2 ở trong cũng ở trong phần edit time này thì hãy chúng ta hãy chỉnh lại là max và min. Đó. Thì cái đấy mình tí nữa, mình sẽ giải thích sâu hơn ở trong cái phần điều chỉnh cầu thang. Sau phần thứ tư mình xin giới thiệu các bạn cách tạo một kiểu cầu thang mới chúng ta kích vào cầu thang này chúng ta kích vào edit tài, ta kích vào phần tài này thì các bạn thấy ở đây cái phần 180 mark riser và 275 mm cheese tức là cái kiểu có bậc cao 180 mm và mặt bậc rộng 275 mm và một cái kiểu nữa đó là một trích tức là cái cầu thang nguyên khối còn hai cái kiểu này là tôi vừa tạo ra thôi à, thì các bạn có thể ấn w kết tạo một cái kiểu thang mới ghi tên chú cho cái cầu thang này ở đây có gồm các cái thông số như sau cái thông số là calculation ruler calculation ruler tức là gì là cái quy tắc tính toán đấy thì các bạn kia phần edit này để tự động nó hiểu theo cái quy tắc là sau hai bậc hai cái chiều chiều hai lần ấy hai lần h đấy hai lần cái chiều cao ấy cộng với một lần b tức là cái phần chiều rộng ấy, thì bằng cái 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 thông số mà nó để tự động nó tính cho mình ở đây. À, từ cái giá trị này nó sẽ quy đổi ra các cái thông số ví dụ như chiều cao bậc hoặc là chiều rộng bậc. Đấy. Chúng ta có thể thay đổi bằng cách sử dụng uh, nó sử dụng. Đấy thay đổi, thay đổi cái quy tắc này thôi. Tiếp theo là cái phần million cheese deep. Million cheese deep tức là cái chiều rộng của mặt bậc nhỏ nhất, tức là tối đa tối uh, nhỏ nhất tối thiểu ấy là 280 mm nếu mà chúng ta vẽ nhỏ hơn thì là nó sẽ báo lỗi còn maximum riser 2 tức là cái chiều cao tối đa của cái cổ bậc là 180 Đấy, nếu mà chúng ta vẽ lớn hơn thì nó cũng báo lỗi phần tiếp theo là phần uh, construction tức là nhóm cấu tạo thì đây nó có mục là extension below bay tức là cái khoảng kéo dài của dầm dọc dưới sàn Đấy. thì đây để mô tả hơn thì chúng ta đến cái, cái mặt cắt Đấy các bạn nhìn thấy chân cầu thang này. Kích cầu thang nhá. Kích về đi tài này. Đấy. Giả sử ở đây tôi cho một khoảng là 200. Đấy, thì các bạn thấy chưa? Thì cái tự động cái cái cái, khoảng kéo dài ấy, của cái dầm dọc dưới cầu thang ấy thì nó sẽ bị lâng lên 200. Các bạn thấy đây, Đấy chính là nó cắt cách mà sàn 200. Còn bây giờ tôi kéo xuống nhá. Giả sử tôi là âm 200. Đấy, thì bạn thấy chưa? Tức là các bạn hiểu là cái cái khối cái dầm cái dầm dưới cái, cái bàn ở dưới cầu thang ấy nó sẽ kéo xuống so với cái 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 mặt mà chúng ta quy định là bao nhiêu? So với cái mặt sàn mặt bay ấy, tức là chúng ta chọn được một mà. Đấy, thì nó kéo xuống đây là 200. Còn nếu chúng ta để không thì nó sẽ trùng với mặt sàn. Đấy thì tùy mục đích chúng ta dùng thôi. Còn phần motelic stair. Motelic stair tức là nếu mà chúng ta ấn dấu tích đây này, này thì là cầu thang trở thành nguyên khối cùng một loại vật liệu tức là dầm dọc này bản thang này đấy thì nó cùng một loại vật liệu với nhau và nó nguyên khối còn ví dụ như, như chúng ta không tích nhá bỏ tích gì này apple này ok này đấy thì các bạn thấy nhá nếu mà quan sát uh, 3 d thì nó chỉ có mỗi hai cái dầm dọc ở hai bên thôi và uh, và bậc cầu thang thôi bậc cầu thang chứ không nó không, nó không có bản thang ở bên dưới đấy thì chúng ta kích vào cái chế độ Motelix Stair tức là dầm và bản cầu thang. Nó thành một khối luôn. Đấy. Và làm dưới cái mặt bậc. Tiếp theo là phần Landing Overlap. Landing Overlap là gì? Là bề rộng phần đáy răng cưa của cầu thang nguyên khối. Tức là bề rộng phần đáy răng cưa của cầu thang nguyên khối. Thì cái thông số là chỉ kích hoạt đối với loại cầu thang nguyên khối. Tức là chúng ta nhấn dấu tích vào cái phần monolithic Stair. Ấy. Và giá trị này là được đo bằng cái khoảng cách từ mặt đứng của bậc. Đấy nha. Các bạn để ý nhá. Khoảng cách từ mặt đứng của bậc mặt đứng của bậc này này đến mặt đứng cắt đáy cầu thang thành răng cưa. Đấy. Nhưng mà ở đây mình đang để là giá trị 100, tại sao chúng ta không không không, không thấy thể hiện được cái 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 thông số đấy? Giả sử mình để 500 đi. Đấy thì các bạn thấy không không có gì thay đổi cả đúng không? Vì sao cả? À, vì sao? Vì các bạn À, để cho mình cái thêm cái thông số là underside of wider này. Underside up wider tức là cái thông số dưới gầm bậc thang, thông số này chỉ kích hoạt đối với loại cầu thang nguyên khối, liên khối đấy, tức là khi chúng ta bật cái chế độ monolithic stair đấy. đấy. tắt hết đi nhá. Thì đấy bạn thấy ba cái hai cái thông số bên dưới nó bị tắt này, Đó. Tiếp theo là cái thông số cái 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 phần giá trị landing overlap này, nó chỉ có tác dụng đối với cầu thang cong hoặc gãy khúc. Đấy và chúng ta phải lựa chọn cái under size of wider này này là phần step step nhé các bạn nhớ nhé là kiểu dạng bậc ạ tại sao chúng ta ở đây chúng ta chọn step rồi mà cái cái thông số đấy nó chưa hiện ra thể hiện tại vì ở đây tôi đang vẽ cầu thang thẳng chứ không phải dạng cầu thang cong hoặc là gậy khúc đây giả sử tôi làm một cái ví dụ cho các bạn thấy giả sử tôi quay về mặt bằng đường một tôi vẽ một cái cầu thang cong ra ngoài này chẳng hạn các bạn đến menu architecture các bạn kêu step sketch by ta kêu ở đường cong này Đấy Sẽ tôi vẽ một cái cầu thang cong này đi Ok Sẽ đoán Và các bạn này quay ra Cùng nhìn 3D Đó để quan sát rõ hơn nhé, các bạn kích vào cái cầu thang này, cái edit này. Thì các bạn thấy đây, giả sửa đây mình chọn cái landing overlap là 100, và cái phần under ride right of window là phần step. Tức là chúng ta nếu mà chọn smooth nhá. Smooth này thì các bạn thấy đây. Đấy. Nó đó là cầu thang trơn. Cầu thang trơn nó không 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 thể hiện cái bậc. tức là cái phương số landing overlap lúc đấy cũng như vô nghĩa. Đấy, thứ hai chúng ta phải chọn step này. Apply này. Đấy, thì các bạn thấy cái khoảng cách tức là cái 100 đấy là từ đâu? Là từ cái mặt ngoài của cái cái bậc này này đến cái, cái 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 mặt cắt của nó là 100 mặt cắt của cái cái phần bản thang ấy là 100 đấy đã sử mình để không nhá không này Apple này ok này thì các bạn thấy này các bạn xem có sao trên hình này Đấy. thì tức là nó cái, cái 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 cái, cái cắt của cái phần bản thang ấy sẽ nó trùng luôn với cái mặt trên mặt trên của bậc là đờ đâu mặt trên các bạn nếu uh, các bạn lưu ý là cái mặt ngoài này này bị những cái mặt ngoài nhô ra này này chứ không phải cái mặt bên trong của cái cổ bậc luôn nhá mặt mặt trên của bậc đấy còn nếu chúng ta để 100 thì nó sẽ như tự động nó nhô ra thôi. 100. Apply. Ok. Đấy. Thì cái khoảng cách từ cái mép ngoài của cái mặt bậc này đến cái 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 khoảng cách mà nó cắt cái thằng 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 bản thang ấy này là 100. Đó, thì các bạn chỉ lưu ý hộ mình cái đấy thôi. Giờ tiếp theo mình quay lại cái cầu thang kia nhá. Cầu thang bộ cho nhà. ra đến cái thông số tiếp theo, function, function là gì? Function tức là cái chức năng của cầu thang. Nếu chúng ta chọn inner tức là cầu thang trong nhà còn exterior này, cầu thang ngoài nhà. Còn phần graphic là gì? Graphic là cái phần nhóm về hiển thị ký hiệu. Cái phần uh, break symbol in plan ấy, tức là cho hiển thị ký hiệu ngắt trên mặt bằng tầng. Nếu chúng ta tích vào thì nó có, còn không thì là nó không thể hiện. thì để rõ hơn thì các bạn đến không nhìn mặt bằng đây chẳng đấy thì cái ký hiệu đấy chính là cái nét gạch nét cắt này, này. đấy đấy Để ấn vào nhá chúng ta tắt đi này Apply này đấy thì các bạn thấy nó chỉ là một cái nét gạch chéo thôi nó không có thần symbol ký hiệu, ký hiệu là nét cắt của cầu thang là phần phần giao nhau giữa nét thấy và nét không nhìn thấy đấy tiếp theo là cái text size text size là gì text size và text front tức là cỡ và phông chữ của cái phần ký hiệu cái chữ lên và xuống này này Đấy, giả sử mình chỉ cho là hai thôi Apple này Đấy, bạn thấy nó nhỏ chưa à, còn đây là cái kiểu chữ cho cái chữ này sang phần tiếp theo là phần uh, material and finish thì cái phần này là phần nhóm về vật liệu chip material là mặt ngang của cầu thang hay tức gọi là vật liệu và mặt bậc cầu thang Đấy, ví dụ đá marble ấy, hay, là gỗ kia thì bạn ấn nhấn bao tên để chọn thì cái buổi vật liệu này mình có một phần để gắn vật liệu riêng còn riser material nào vật liệu của cái cổ của cầu thang đấy chúng ta ốp đá hay là ốp gạch hay là sơn thì chúng ta cũng chọn vật liệu ở đây còn Motoric material tức là cái phần vật liệu của cái phần bàn thang ấy nếu mà chúng ta sơn siếc hay thì chúng ta chọn vật liệu ở đó tiếp theo mình xin chuyển sang cái nhóm chis chis tức là nhóm gì là mặt ngang trên của bậc thang đấy chis thickness chis thickness tức là cái chiều dày của bậc thang. Đây giả sử mình quay ra cái mắt cắt thì các bạn nhìn rõ hơn nhé. Cái cầu thang này. Đấy, thì chiếc thích lít là chính là cái chiều dày của cái mặt bậc này này. Đấy, giả sử mình giảm xuống là còn uh, 40 đi. Đấy thì tự động nó bị xuống. Thường thì mặt bậc thì chúng ta để dày 5 phân. Đó. Còn uh, lowing lâu sinh lang là cái gì? lâu sinh lang tức là cái mũi bậc hay gọi là cái chiều dài của mũi bậc trên cầu thang. Đấy. Giả sử mình đang để dài là 30, tức là cái bạn cứ các bạn đã hiểu là nó nhô ra so với khỏi cổ bậc là 30. Tức là 3 phân. Này giả sử mình nhô 50 nhá. Đấy bạn thấy chưa? Tự động nó dài hơn. Tức là cái 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 chiều rộng của mặt bậc ấy thì mình đã cố định rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn tăng cái chiều này lên thì tự động cái phần uh, cổ bậc ấy thì nó phải thụt vào đấy còn mình giảm cái chiều này đi thì cổ bậc nó phải thụt ra đấy tiếp theo là losing profile tức là cái biên dạng của cái mũi bậc này giả sử mình không muốn cái mũi bậc này nó hình vuông mà nó 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 một cái hình tròn đấy tức là nó có một cái bán kính cong ở cái mũi bậc này thì chúng ta phải chọn ở đây giả sử mình đây mình loát rồi nhá cái này bạn loát thư viện rồi thôi 30 thì chẳng hạn Apple này Đấy, thì các bạn thấy cái mũi bậc của mình thay đổi chưa Đây, mình chỉ cho 30 thôi, thì nó mới ăn được Đấy, thì mũi bậc của mình nó thành hình tròn luôn Tiếp theo là cái phần Apple Losing Profile ấy. Apple Losing Profile là gì? Tức là cái biên dạng mũi tấm được gắn Các mặt được chọn Tức là các bạn hiểu là cái biên dạng cái hình mũi này này cái hình mũi mà mình vừa tạo ấy thì nó chỉ được gắn ở mặt trước đây đây gọi là mặt trước nhé hay là chúng nó cái mũi tên mặt trước và mặt bên trái đấy trước là mặt bên trái tức là các bạn cũng thể hiện luôn là nó có một cái mũi bậc nó nhô ra tròn tròn này nhưng ở bên trái hay là mặt trước ở bên phải hay là mặt trước trái và phải thì tùy mục đích ví dụ cầu thang chúng ta nó khoe ở đâu Thì chúng ta làm ví dụ trong trường hợp này uh, của tôi là nó ở bên phải chẳng hạn thì tôi chỉ front and right đó đây tùy mục đích thôi, chúng ta sẽ chọn cái này. Tiếp theo phần nhóm riser. Riser là cái phần cổ của bậc thang. Đấy. Thì ở đây nó có phần uh, begin with riser. Tức là có cổ bậc tại điểm đầu cầu thang không? Thì các bạn nhìn thấy đây nhá. Đấy, nếu mà chúng ta tích ở đây này thì các bạn thấy luôn nó có một cái cổ bậc tại cái điểm mà tôi vẽ cái 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 cái, 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 cái riser đầu tiên ở trong phần boundary à uh, trong phần uh, sketch ấy. Đấy thì nó có cổ bạc chúng ta tắt đi này các bạn nhìn nhá ok này đấy các bạn thấy chưa thì chỗ này nó không có cổ bậc tự động cái mặt bậc này nó chung luôn với sàn đó, thì tùy mục đích chúng ta dùng thôi đấy tiếp theo là phần end with ra tức là nó cũng có hỏi là bạn có muốn có cổ bậc tại cái điểm cuối của cầu thang không nếu mà chúng ta đang tích đây là nó có nhưng mà đây tại sao chúng ta không nhìn thấy này tại vì cái cổ bậc nó đang ăn vào bên trong của cái, của cái dầm này này đấy, các bạn nhé khen nhé những con sắt kính cái cái cửa đấy có nhìn thấy cái led bên cái cổ bậc chưa cái cổ nó ăn bên trong cái dầm đấy thì bây giờ ấy, nguyên tắc của chúng ta là chúng ta tận dụng cái dầm này này luôn này để làm cổ bậc nên chuẩn ra chúng ta phải bỏ cái cổ bậc này đi chứ là này đấy chúng ta bỏ cái cổ bạc này apply đấy thì chương trình nó hỏi bạn muốn thực sự không ok rồi ok đấy thì bạn kích vào cầu thang này đấy thì tích động cái cái cầu thang nó sẽ bị cắt ngay tại cái mặt dầm này đấy chứ nó không ăn sâu trong như vừa rồi nữa tiếp theo đến cái thông số tiếp theo thông số về ride right style tức là cái kiểu của cổ bậc thang là chúng ta ấn lăn đấy tức là nó không có cổ bậc chúng ta apply nhá đấy thì các bạn thấy chưa nó không có cái phần cổ bậc ta ấn... à, chúng ta chọn stretch tức là cái kiểu